Đây, Khải soi đồ Khải luôn là một lần em xem. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ soi sẽ đồ thí thiên đao cho Khải cho anh em xem. Hôm qua thì Khải đi lần đầu tiên được top 4 nhưng mà Khải không có soi đồ cho anh em xem. Này thì Khải đi được top 7 anh em, được 72 mạng. Anh em cùng xem sẽ đồ Khải nha. Đang sở hữu một gia truyền kháng cả 14, kháng banh 19. Đó. Đúng chưa? Một cái nón định quốc 28, một áo Newton và một nhẫn kim quang cái đang một cấp đó, mới mua luôn nè, mới mua được 3 ngày luôn nè. Rồi một phi phong 3 ngày mới đánh tống kim top 7 được ra luôn. Thì Khải được 5 kỹ năng vốn có nè. Đó hiện tại này, nhẫn, áo, ngọc bội, cái quên nhẫn áo với lại phi phong với lại cái căn khôn là 5 kỹ năng vốn có nè. Đó ok chưa? Hiện tại này đang đạt top 126 nè. Như anh em cũng đã biết thì server này có xuống hàng 1 á, tặng thêm 100 tặng thêm 11 tốc độ nữa là đạt 126 nha em. Đó. Như anh em thấy này, 5 cấp là 90 này, 90 tốc này. Kèm với 20 tốc này thì chỉ được 120 thôi. Chỉ được 120 thì nó chỉ đạt 121 thôi nè. Và ở server này thì có xuống hàm 1 thì được cảm thêm 11 nữa thì Thí Dương Khả đang đạt 126 nha em. Ở ngoài đạt 126 đánh rất là phơ luôn. Đó anh em xem tiếp cái đao. Đó, đao 3029, đao này Khải mua 500k. Bao tay mắt pin 30, Khải mua cũng tầm 400k tầm này, 400k. Nhẫn kháng lôi 26 Khải mua 500 xu khoảng 100k, gần 50.000 thôi. Rồi ngập bội này cũng vậy anh em, 50.000. Đại lưng này cũng 50.000. Nhẫn này Khải mua 100k 3 ngày. Giày này khoảng 400k. Chung là tổng set đồ Khải thì cái đao này khoảng 600.000 đi. Cái gia truyền này 400.000 là 1 triệu. Áo này hồi trước Khải mua 3.500.000 anh em, nhưng mà tầm này nó khoảng tầm 300.000 thôi. 1.3 triệu với cái nón này 1.5 triệu. 1.5 triệu với bao tay này khoảng 400k 1.7. 1.7 nhẫn này 50k gần 1.8. Nói chung là tổng set đồ này thì trên dưới hơn 2 triệu một chút thôi nè. Đó. Cái đồ Khải thì hơn 2 triệu một chút, ạc Khải thì hơn 2 triệu mấy đó. Dạ thôi. Rồi nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ cho nha anh em. Bây giờ Khải lên hoạt động bot bang cùng với bang anh em ơi. Đây. Lên hoạt động một chút anh em ơi. Đó nói chung hôm nay được top 7 mọi người, hôm nay được top 7 tống kim. Coi anh em đọc chung nào Khải lên tí, tại vì nãy Khải số đồ hơi lâu một chút đó. Ok chưa? Nên là Khải ra Khải bên ngoài Khải bóp cho anh em xem. Khải lấy phi phong các kiểu đó. Này. Này. Độ. Khả ra mọi người búp 126 cho anh em xem. Rồi máy thuốc lách này, thuốc lách này để thứ gì đánh boss này. Ok chưa? Rồi. Dứt rồi. Rồi đi ra sân boss rồi Khải búp cho anh em xem nha. Này. Vừa móc đồ ra anh em ơi, thả đam đi. Thả đam đi anh em ơi, nó fit lâu rồi. Bùm đó. Nàng bông ở nơi hẹn thề cùng mưa lắm bóng nguyện cầu. 46% nha. Bóng 46% á. Đi đâu nữa. Tem ai chạy xuống con lông dưới. Đây cho anh em xem. Đó. Top 131 anh em. Top 131 anh em, thấy chưa? Đi đạo tem ai giùm em cái, đứng ngay cái vị trí nào cơ cái. Đây, lành con boss luôn. Lùm con boss luôn. Lùm con boss luôn, Khải ngáo, thấy chưa? Lùm tiền. Khải ngáo anh boss, thấy chưa? Chắc chưa? Quá đẹp. Đó. Làm phát lùm boss ngay nè, đậu xanh. Ngon lành. Tiếp tục. Thiên nhẫn. Ok. Ủa dạ. Đó, anh em thấy chưa? Cánh lách vô cái đạt móc 176 năm, cánh lách đạt móc 176 quá ngon luôn. 156 chứ. À 156, 158, 158. Cánh lách vào đạt 158 nha anh em. Đây, anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ em ơi. Đói vắt anh bot liền mà không có gì á. Ủa quá.